Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Anphat PC. Và như các bạn đã biết thì những ngày gần đây có một chiếc điện thoại rất là hot là iPhone 10 vừa mới ra mắt, có mức giá vào khoảng tầm từ 30 đến 35 triệu đồng. Thì mình không phải là người thích dùng iPhone, và nếu các bạn có 30 triệu không biết làm gì, chỉ dùng để ném cửa sổ hoặc trải đan để đắt thôi, thì hôm nay chúng ta sẽ có một số sản phẩm đến từ Razer. Mình sẽ dùng số tiền mà mình có thể mua iPhone 10 để mua đồ gear của Razer, xem với hơn 30 triệu đồng chúng ta mua được những cái gì nhá. Nếu các bạn đã là fan của nhà rắn ba đầu và có 30 triệu không biết dùng để làm gì, thì đây là toàn bộ số gear chúng ta có thể mua được với mức giá 30 triệu. Thực ra chưa hết đâu, còn món nữa thì mình kéo vào sau. Đầu tiên, một game thủ ở level cao nào cần một cái tai nghe xịn, và đây là chiếc Kraken 7.1 V2. Tai nghe cường chất, cổng cắm đầu USB. Ở bên tai nghe có logo sẵn phát sáng này, và chúng ta có một cái tai nghe chất lượng rất là tốt, dành cho anh em muốn trải nghiệm âm thanh surround 7.1. Mặc dù là chơi game, nghe nhạc, xem phim thì đều sử dụng chiếc tai nghe này. Thiết kế chất đèn xì đường chân các thứ này. Chúng ta có đèn LED sáng ở hai logo sáng hai bên, và điện tai làm rất là thoải mái, và micro có thể rút ra rút vào. Tóm lại là tai nghe này có thể tai nghe ngon nhất của Razer dành cho game thủ hiện tại. Và ngoài tai nghe ra thì các bạn sẽ cần một bộ gear, đó sẽ là phím và chuột. Thì chúng ta ở đây sẽ có con chuột Lens Head Wireless, tức là chuột không dây, có pin ở bên trong. Và nếu con chuột này sử dụng đèn LED là lùng bật tất cả lên, sử dụng trên tần số sóng 2.4GHz thì anh em có thể dùng thoải mái trong một ngày. Đấy, LED RGB từ trong ra ngoài và cảm biến 16.000 DPI, cực kỳ chất lượng. Cái độ trễ gần như ngang bằng với cả chuột có dây, nên họ hoàn toàn sử dụng chuột này để đi thi đấu chơi game cũng được, bởi vì gần như không độ trễ luôn. Và một khi đã có chuột thì các bạn sẽ cần bàn di chuột, và hãng nào bạn làm bàn di chuột tốt hơn ngoài Razer? Ở đây mình có cái bát di chuột Razer Firefly, đó, bát di chuột cứng cực kỳ trơn và mượt mà. Chúng ta có bề mặt cứng và LED RGB bao quanh viền. Cái bát di chuột này có lẽ các bạn đã quá quen thuộc rồi, và mình đã cộng thêm cái bát di chuột này vào trong cái combo gear của chúng ta. Và đương nhiên sẽ phải có một cái bàn phím, và bàn phím của Razer thì không ai lạ rồi, Razer Black Widow Chroma, đó, sử dụng Orange Switch, mượt mà như red nhưng mà lại cực kỳ yên tĩnh. Chúng ta có LED RGB và có sẵn kề tay bên trong luôn, cổng USB và tai nghe nằm trên cái bàn phím, rất là tiện lợi. Và cái bàn phím gear này có lẽ các bạn không lạ lẫm gì, dùng cực kỳ sướng và đầy đủ phần mềm tùy chỉnh qua Razer Synapse. Đây sẽ là một combo tuyệt vời dành cho anh game thủ mà cần nhiều nút, cần tùy biến và cũng cần cái màu sắc RGB lòe loẹt xuất trình trong ban đêm. Và nhiều khi anh em chơi game chán rồi không muốn dùng tai nghe nữa thì có thể sử dụng loa để nghe nhạc và xem phim. Thì cũng cái loa này từ Razer, đây là loa Razer Leviathan cực kỳ chất, với công suất 60W. Chúng ta sẽ có một thanh loa dài, bên trong có 4 loa thể hiện âm trầm này, âm mid và âm high luôn. Và chúng ta có một cục sắp riêng. Cái loa này các bạn chỉ cần một cục thôi, không cần quá nhiều đồ để bày xung quanh phòng, chỉ cần đúng một thanh loa rất là ngắn gọn để trước màn hình máy tính hoặc là TV, kèm trong cục sắp ở đằng xa. Và với cái loa Razer Leviathan này, chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề. Chúng ta sẽ có chất lượng âm thanh tốt, một thiết kế rất là đẹp, chất các thứ này, màu đen từ đầu đến chân. Chúng ta sẽ có cả cổng cắm quang, có nguồn cắm ngoài, tiết kiệm được dây dợ, tiết kiệm được diện tích. Trong khi đó chất lượng âm thanh không hề bị giảm đi chút nào so với loa máy tính thông thường. Ngoài việc sử dụng dây cắm ra thì cái loa Razer Leviathan này các bạn có thể sử dụng Bluetooth hoặc là NFC để kết nối không dây, cũng rất là tiện. Bất kỳ anh em mình có thể dùng máy tính hay dùng TV đều dùng rất ok. Và chúng ta đã có bàn phím, đã có chuột, đã có bàn di chuột, đã có tai nghe, đã có loa. Thì mình sẽ có một thứ nữa giúp mọi người lên đỉnh dễ nhất, và đó là thứ quyết định các bạn chơi game có giành top 1 hay không. Đó chính là chiếc ghế gaming đến từ thương hiệu Noble Chair. Một cái model có thể nói là hàng cao cấp với da làm chất lượng cao. Chúng ta sẽ đệm lưng cực kỳ dày và chắc chắn. Một chiếc ghế mà chúng ta có thể ngồi các loại tư thế 69 trên chiếc ghế này mà đảm bảo an toàn, không gặp bất kỳ vấn đề gì với mọi loại tư thế mà các bạn sử dụng. Các bạn sẽ có một cái lưng có thể ngả ra đằng sau 135 độ này, có thể tăng giảm chiều cao của ghế này, có thể để bập bênh nghiêng lên nghiêng xuống. Chúng ta có thể thay đổi chiều cao của cái phần kê tay, xoay kê tay ra ngoài, xoay vào trong, có thể đưa lên trước đưa sau. Tóm lại tùy chỉnh ghế này là vô đối, và chất lượng thì cũng không phải bàn luôn. Và tải trọng chiếc ghế này theo như mình thử nghiệm thì lên đến 200 cân. Nên là bạn và người yêu của bạn mỗi người nặng một tạ thì vẫn có thể treo lên chiếc ghế này thực hiện các loại tư thế yêu thích. Và đó là chiếc ghế Noble Chair, sản phẩm cuối cùng trong cái list gaming gear của chúng ta ngày hôm nay. Những thứ giúp anh em dễ dàng lên đỉnh, dễ dàng đạt top 1 nhất trong game PUBG. Và thay vì các bạn sử dụng tiền ném ra ngoài cửa sổ mua một chiếc iPhone 10, thì bạn hoàn toàn có thể sắm đồ gear này và trở thành game thủ hạng nặng, professional các thứ. Và đó là video vui vẻ chúng ta cùng nhau chia sẻ về một số sản phẩm gaming gear đến từ Razer và Noble. Thì hy vọng anh em cảm thấy video vui vẻ và hữu ích. Nếu thấy hay nhớ bấm like và subscribe kênh của Anphat PC nhé. Còn bây giờ xin chào, mình sẽ đi lắp những sản phẩm mới lại và dùng đây. Bye bye.